Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Cuốn video số 1 chúng ta đã được cơ sở Vạn Rừng chia sẻ về cách sử dụng chăm bón cây thông qua một cái loại phân bón mà rất là tiện ích đối với chúng ta. Bây giờ cuốn số 2 thì cơ sở Vạn Rừng sẽ chia sẻ cách cắt tỉa, chăm sóc và những cái việc làm không thể thiếu được khi chúng ta sử dụng những cây thông, chơi những cây thông trong khuôn viên vườn cảnh nhà mình. Vâng, xin mời các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi. Anh ơi, đây là em chia sẻ là sinh ra cái cây này với anh em nhé. Cây này là cây thông của em là tương đối là hoàn thiện rồi. Là anh em chỉ việc chơi và cắt thôi và giật răm. Thì cái mùa này về cái cây thông hoàn thiện này thì một năm cái cây thông hoàn thiện này chỉ lên cắt lá là có 2 lần và giật đoạt cũng 2 lần. Nhưng mùa này là chỉ là cắt lá. Không mà tới đây em cắt luôn ấy. Có được không? Vâng, trao đổi về kinh nghiệm bằng lý thuyết và thực hành luôn đi. Đấy, bắt đầu những cái đường kéo đầu tiên của Vạn Rừng đang thể hiện cho chúng ta xem. Cắt vào mùa nào. Đây là tháng 11 âm lịch. Cái này là cắt từ tháng 10 đến tháng 11 âm lịch là đẹp. Tức là vào đông. Vâng. Hôm nay đang là giữa đông. Rồi. Cắt xong cái này bất kể là xong một cây hay xong nửa, nếu cây bé thì là đợi xong cắt hết một cây. Thế đây em chia sẻ là nhanh nhà, cắt xong như này mọi người cắt xong bất kể vào mùa nắng hay mùa nào. Cắt như này là cắt lên cắt vào từ tháng 3 đến tháng 11 âm lịch là đẹp. Xong bắt đầu tới đây là mùa này là không giật lến, mà giật lến phải chơi cái lến này. Tới đây em cắt này là cái lến này nó lẩy lên trên mặt quả này, mặt cái này rất là đẹp. Xong bắt đầu là chơi hết tháng 3 thì anh em bắt đầu mới giật, tức là giật để cho đẻ ra nhiều trái. Đây là giật này, giật như này để cho đẻ nhiều trái này. Vâng, tức là tháng 3 sau từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch là giật như này là rất là đẹp. Từ tháng 3 đến tháng 8 muốn giật lúc nào thì giật. Còn cắt lá này thì lên một năm cắt 2 lần anh ạ. Vâng. Và cắt vào lúc nào thì cắt. Đấy, thế còn đâu giật đoạt này chỉ được từ tháng 3 đến tháng 8 là đẹp. Thì tới đây nó lại lấy ra rất nhiều cái đoạt mới. Và tại sao cái cây thông hoàn thiện này em chia sẻ cái thông hoàn thiện là giật như cái này, giật lá này để tới đây nó lên cái lến là rất là đẹp. Và mùa xuân và mùa Tết thì mình chơi lến. Cây thông là nó không những chơi hoa, chơi thân rồi còn chơi cả lá và chơi cả lến. Thế thì em chia sẻ với anh em thế. Và chấp cắt cái lá này xong là anh em phải xịt nước. Mùa nắng cũng thế, 40 độ em đã thử đến nắng 40 độ cắt cũng không việc gì. Và mưa cũng không việc gì, đang mưa cắt không việc gì mà trời nắng 40 độ cắt không việc gì. Thế xong bây giờ em chia sẻ là chúng ta cho anh bình nước đây. Tức là sau khi cắt xong thì cái bước tiếp theo. Đúng rồi. Cái này rất quan trọng. Tại sao là phải xịt nước này? Vâng. Vào mùa nắng này trời mưa thì không phải xịt. Thế trời này bắt buộc phải xịt này. Xịt này để làm gì? Để nó không ra nhựa nữa, nó mát. Vâng. Đấy, thế là rất là tốt mà anh em phải lên xịt như này, cắt xong rồi lên xịt này. Vâng, và tôi hỏi anh Vạn thêm chút, thế cái nước đó là chỉ là nước sạch bình thường thôi? Vâng. Đấy, vâng, em chia sẻ đấy. Cứ cắt xong là xịt nước. Vâng. Kể cả mùa trời nắng hay trời râm hay là mùa đông hay mùa trời mưa thì cắt xong thì đang mưa em đi cắt. Vâng, đấy. Nhưng mà trời mưa thì không cần phải xịt nước. Hay quá nhỉ. Vâng, thế đây cái này ít người biết đến. Đây là giới thiệu về cây thông chưa hoàn thiện. Và bây giờ vẫn đang để nuôi răm. Thì nuôi răm thì mùa này là nuôi chứ không được giật. Đấy, cắt lá như thế này thì vẫn cắt được. Chẳng hạn vẫn cắt được như thế này. Vâng. Đấy, thế nhưng mà không được giật đoạt này. Đoạt nó đang lên này, anh nhìn thấy chưa? Cái đoạt này nó đang lên. Tức là bọn em gọi là lến này nó đang lên. Vâng. Chơi hết đến tháng 3 cũng giật. Đấy, giật cao bắt đầu là đến tháng 8 mới lại giật tiếp. Hoặc tháng 7, tháng 6 nó chừng rồi muốn giật lúc nào thì giật. Nhưng mà cứ từ tháng 3 đến tháng 8, tháng 10 là quay đầu thôi. Không mà từ tháng 8 lại để nó ra đoạt này chơi hết ra riêng. Tức là hết cái mùa xuân thì là rất đẹp. Đấy, như em chia sẻ là chơi như vợ lấy cái cây đầu tiên. À, thế cho nên là một số anh em cứ hỏi tôi bảo thế cắt lá thông vào dịp nào và cắt đọt vào dịp nào. Thế còn đâu thì hôm nay đã được giải thích rồi. Giật đọt vào tháng 12 âm lịch là cây thông này nó đã già rồi mà bắt đầu nó xuống cây rồi. Anh giật vào tháng 12 âm lịch là không thật rút chết cây luôn. Đấy, tại sao nhiều người bảo tại sao cứ phải lá già mới cắt, mình chia sẻ lá già.
đấy là không, theo em cảm nhận của em là em đã 25 năm chơi thông rồi, không phải là ít, và em đã có lấy cái bài học ra rất là nhiều kinh nghiệm về cây thông, mà em thấy như thế rất là hiệu quả. Tuyệt vời quá. Vâng, đó là cái khi thời điểm cắt lá thông và thời điểm cắt những cái đọt. Vâng, đó là hai cái điểm chính. Cho anh em là rất là cẩn thận. Còn sau khi cắt thì là tưới phun nước. Vâng. Cắt xong là phải xịt nước vào đây để cho nhựa nó không ra, nó mát, nó giữ nhựa lại. Quá. Đây. Thì nó không chột cây. Chúng ta thấy vậy, cái tán anh vừa cắt xong và đã xịt nước rồi đấy. Cái này em đang định cắt đây nhưng mà đợi hơi mà mát của về thì em cắt xong rồi. Thực ra là hôm nay tôi làm một thước phim này, tôi có qua nhiều cái cuộc điện thoại và những cái nguyện vọng của anh em yêu thông bonsai trên cả nước á, có muốn là Đỗ Sinh kết hợp với Vạn Rừng trao đổi cái kinh nghiệm, thứ nhất là về cái chất phân bón và thời điểm bón, và đưa từ một cây thông ở dưới đất lên chậu và ngược lại thì từ như trên thế nào, chậu xuống đất, từ trên chậu xuống đất. Cả. Thế và đến cuốn này nữa thì lại được cái phổ biến cách cắt thì thời điểm để cắt lá thông. Vâng, và thời điểm để cắt đọt thông, vâng, đúng và rồi. Sau khi cắt lá thông thì phun nước đấy, vâng, đấy là cái rồi. Anh em chúng ta chú ý em này, cái hoa tay cắt bóng này nó không đẹp, vâng, có thể anh cho anh em được tìm hiểu thêm về cái bổ vặn và chuyển dáng hướng rồi tay cành của cây thông, vâng, vâng. Để cho nó có một cuốn video nó thêm một cái xúc tích và hoàn hảo hơn. Vâng, được, anh em mình di chuyển xuống cái chỗ mà anh hay làm hàng ngày đi. Ok. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh cùng các bạn chúng ta di chuyển theo hướng dẫn của Vạn Rừng. Đây là một cái khu mà bát ngát là thông thôi các bác ạ. Đấy, những cây rông có này, cây trên chậu có này, những cây đã vào dây để tạo những cái dáng, ví dụ như chúng ta hay gọi là dáng bàn trà đây này. Đấy, rất nhiều và rất nhiều. Đấy, đẹp không? Đúng là quê hương của những cây thông hai lá, Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương. Và khu này ấy, là cái khu mà tổ kỹ thuật của Vạn Rừng chuyên chế tác, chuyên bổ vặn và tạo dáng những cây thông từ những cây rất to mà các anh cũng làm được. Đây, cái hình ảnh, lấy hình ảnh trước nhé. Đây là em đang làm cái cây gọi là dáng bàn trà. Vâng, để tôi quay sau cái hướng kia để lấy đúng cái dáng cây thông, dáng bàn trà đó. Chia sẻ bác Đỗ Sinh với anh em là cây thông là bắt đầu là phôi là nó như thế này đấy. Vâng, là một cây trực mà rông như vậy. Vâng. Thế và qua bàn tay các em chuyển sang dáng thế như này rồi. Vâng. Đánh là trực thẳng lên là đang bẻ dáng này là dáng bàn trà. Đấy. Vâng, đối dáng bay bàn trà này. Tương đối là làm lại công phu lâu lâu thì mà cây này to quá nhỉ. Anh khi anh làm anh đo cái vanh này được bao nhiêu ấy? Chắc là 70 ạ. Ai trời ơi, vanh cây thông 70 rồi mà anh vẫn xử lý được. 70 80 tầm 90 quay đầu là vẫn ok. Khủng khiếp nhỉ. Okay. Và đây chúng ta nhìn thấy những cái thiết bị anh ấy dùng này. Vâng. Vam này. Mà vam những cái xích rất to nhá. Đấy, đây là cái điểm nóng này. Điểm cố định, sau đó vít trên và khóa ở dưới gốc, để lắc được cái vị trí cây thông ở cái điểm như ý của mình. Không còn cái trực rông như trước nữa mà tạo thành cái dáng bàn trà bay hẳn như thế. Sản phẩm đấy, về khủng khiếp. Như này đây. Ra như này này, anh này quay những cây hoàn thiện này. À, những cây này anh tháo hết tông đơ rồi, néo rồi đấy. Đây đấy, ra cây bàn trà đây. À, đây đây. Đây là cây đã hoàn thiện đấy. Mà gốc cây này cũng to nhỉ. Cây chắc nghĩ tầm 70. Vâng. Được rồi. Cái này bác quay xa thì đẹp, cây này dáng bàn trà. Rồi bây giờ tôi sẽ lùi ra xa. Chạy đẹp. Vâng, tôi lấy tổng bóng của cái cây bàn trà mà anh ấy làm phía trước này. Đấy. Đẹp quá. Cây này em nuôi nó to. Em ra em làm xong nó gạ bán ngày bán đêm còn bổ mẹ em bổ. Mình người đấy. Đấy. Không được. Con dài máu cái này anh làm được bao nhiêu ngày rồi anh? Em mới làm cái này chắc được khoảng chục ngày rồi. Chục ngày rồi. Nếu mà làm trong vòng từ lúc đánh này đến lúc được thì chục ngày xong thôi, nhưng mà em vừa rồi em bận em nghỉ. Nhưng mà tính từ ngày chục ngày trước nhá. Tức là bắt đầu làm được chục ngày rồi đúng không? Cho đến khi mà anh có thể tháo được hết tất cả các cái thiết bị này ra. À bây giờ tháo được luôn. Thì đã bao nhiêu ngày? Tháo luôn được.
Tức là chống ở đây. Đấy, ấy. Hay vào cái dây này chống vào nó giữ giữ thôi. À, đấy. Tức là lúc đấy anh lại làm như thế này xong rồi mới tháo. Lúc đấy chỉ còn cái dây và như là những cái cung tên nỏ nhỉ. Chống thôi. À, chống. Thế. Ở kia đã chịu rồi thì cứ chống cái áo này nó giữ thôi. Đơn giản thôi. Rất hay nhỉ. Và sau đó bắt đầu mới lọc các cái tay. Và cái đấy thì lại để tay nào bỏ, tay nào làm. Tay nào lấy. Tay nào to thì mình để, tay bé lọc đi. Hay quá. Bây giờ anh đến đây tôi xin anh kiểu ảnh đứng đứng ở cái vị trí mà những cái vam này đi. Để tôi làm cái ảnh bìa. Đấy. Được rồi đấy, chụp nhá. Quay cái vừa thông con tí. Được rồi. À, anh cho anh em xin cái số điện thoại, anh đọc chậm tí để có cái cơ sở liên hệ về cái kỹ thuật xử lý những cái cây thông lớn tạo dáng đẹp như này. Vâng, nãy có một cái là em chưa chia sẻ hết về cái cây thông lá vàng. À không. Thì bây giờ cũng là thứ nhất em đọc số điện thoại em. Chia được rồi, anh chia sẻ là... luôn đi. Vâng. Anh, thì số điện thoại của em là 0986565061. Em chia sẻ luôn với bác cho anh em biết là cây thông nó có cái lá vàng. Đây anh quay vào đây em. Vâng, được rồi. Tôi sẽ đây cùng là nhau lá đi xanh. Chuyện. Nhưng mà có nhiều người ở trên chậu là lá vàng. Nếu lá vàng hết thì anh em phải xem là cái bị thừa nước hoặc là tắc bị tắc cái đáy chậu. Không thoát nước. Không thoát nước là gây vàng lá, là vàng hết lá. Rồi. Thế còn cái cây thông mà vàng lá mà ở trong cái cổ cành của nó. Đây đây, anh phải quay lên đây. Này. Mà ngoài vẫn xanh. Vâng. Đấy là cây thông ấy đang bị thiếu nước. À. Nhiều người tưới chỉ có mát trên mặt chậu và không tưới được xuống đáy. Thì thiếu nước nó bỏ lá ở bên trong. Thế còn lá vàng hết thì đấy là thừa nước hoặc úng chậu. Đấy lấy là em chia sẻ cây trên chậu. Vâng. Và cây dưới đất cũng thế. Thế còn đâu là lá mà vàng vàng úa úa. Tức là nó kiểu lốm đốm. Thì chúng ta chia sẻ. Do bệnh chích chích hút ạ. Chích chích hút, bệnh chích chích hút. Chích hút. Anh nói nào mà như là cái dân nghiện đấy thế. Chích chích hút à? Đấy là nó gây ra vàng lá lốm đốm. Vâng. Thì bây giờ xử lý một cách nào cái chích chích hút? Cái con sâu chích chích hút thì là phải phun cái đúng chủng loại thuốc là chích chích hút đấy. Là của bảo vệ thực vật đấy. Mà họ ghi trên bao bì viết là chích chích hút à? Dạ vâng, cứ ra người chích chích hút là gọi là. Đấy, tôi đang. Vâng. Con đấy là họ sẽ cung cấp thuốc cho ạ. Vâng. À, thuốc chích chích hút để phun vào những cây thông có hiện tượng như thế. Hiện tượng nái. À thế còn một cái này nữa. Đẩy thế rồi hỏi luôn anh trường em cái. Bởi vì anh đang sống ở Lê Trân Hải Phòng đúng không? Quê anh là quê thành thị. Vâng. Thế thì nhiều người cứ nói là chơi thông bonsai có tưới bằng nước mà sạch hệ thống nước thành phố được không? Thì bây giờ anh trường em cho ý kiến luôn. Vâng, chào bác Đỗ Sinh, chào anh em. Trước tiên phải nói thế này. Tôi là người đặc biệt dành tình cảm cho cây thông. Vâng. Trần, bây giờ nhà anh đang sở hữu khoảng bao nhiêu cây thông? Nhà tôi sở hữu cũng là rất nhiều. Vâng. Năm là nếu như mà tôi và việc thứ hai tôi muốn chia sẻ là tôi cũng rất là may mắn là được là một người anh em và người bạn của anh Vạn ở trên này. Vâng. Thế và anh em có giao lưu rất là nhiều. Mỗi năm là hàng nhiều chục cây thông. Đấy từ anh Vạn và được anh Vạn chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng để làm cũng như là để chăm sóc cái cây thông. Thì cái đó anh Vạn làm rất tốt và cũng được lan tỏa và tôi cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về cây thông. Vâng. Thế còn riêng về cái cây thông này thì tôi thấy nó nhàn lắm. Chăm sóc được anh Vạn anh chia sẻ xong thì nó chỉ có mấy cái việc như anh Vạn vừa chia sẻ thôi. Thứ nhất là đừng để nó khô quá và thứ hai là cũng đừng để nó úng quá. Đấy, thế và nó rất là khỏe. Thế nhưng mà cái việc thứ ba nữa là việc về tưới nước thì ở nhà tôi ở dưới đây là thành phố. Thế cho nên là 100% là tôi vẫn phải sử dụng nước máy. Vâng, đấy, nước sạch của thành phố nước đấy. Nước sạch của thành phố, nước máy. Đấy là cây vẫn tốt tươi bình thường, rất vâng, là khỏe. Đấy là cái vâng. Lời giải thích rất chính xác. Vâng. Mà chúng ta tôi giới thiệu luôn là anh trường em, anh ấy là chủ nhiệm câu lạc bộ bonsai hoa phượng đỏ Hải Phòng. Đây là cái thương hiệu của một cái câu lạc bộ rất lớn mà chúng tôi đã gặp rất nhiều các cái cuộc kỳ triển lãm. Các anh có một cái khu cây riêng của câu lạc bộ hoa phượng đỏ Hải Phòng. Đấy, mà nhiều nhà có những cái chất lượng cây bonsai nghệ thuật rất là có giá trị ở trong câu lạc bộ. Hôm nay được gặp anh trường em ở đây thì có một cái ý kiến anh em cũng thắc mắc
là chúng tôi là dân thành phố mà đi mua những cây thông bonsai về thì có sử dụng được nước sạch của thành phố hay tưới hay không. Vâng, thế là cảm ơn anh nhé. Anh trưởng em đã giải thích cho các bạn rồi. Và sau khi có một cái lượng thông tin rất là bổ ích về cây thông của vạn rừng phổ biến với chúng ta, Đỗ Sinh cùng nhau đưa ống kính đi dạo quanh cái khu vực đồi thông, một cái vựa thông rất lớn. Tôi có thể dùng từ gọi là một cái kho, một cái nơi dự trữ những cây thông con, thông nhỏ đấy. Đấy. Đây chỉ là một cái góc thôi nhá, chúng ta nhìn này. Còn xa xa kia còn tất cả những cây tầm lớn hơn, hay là những cái vạt thông mà còn đang ở cái tình trạng ví dụ như là dáng trực rông như thế này. Đấy. Nếu mà các bác mà có sử dụng đến những cây mà dạng rông bình thường á, thì cũng đáp ứng được. Và có thể yêu cầu chọn những cây dáng trực, sau đó vạn rừng sẽ dùng cái biện pháp kỹ thuật như vừa phổ biến với anh em để đổi dáng từ thành trực thành bàn trà hoặc là dáng huyền, đấy, thác đổ và những cái dáng khác. Những cái đường đi rất là khó của cây thông sẽ được vạn rừng sẽ xử lý và làm theo yêu cầu của anh em chúng ta. Đây là những cây thông mà ở dưới đất nhưng mà trong bầu chứ không phải là dễ ăn thẳng ra đất, vẫn đều có bầu hết, cho nên cái việc mà đưa lên chậu rất là đơn giản. Những cây dáng trực bình thường này, nhìn cái sức sống, cái màu xanh của lá và cái sung sức của cây rất là tuyệt vời. Và rừng núi Chí Linh mà nói ở những cái không gian như thế này quá là trong lành, mát mẻ, sơn thủy hữu tình. Những lần trước tôi cũng có tiếp xúc một vài gia đình, những cái nhà vườn ở Chí Linh, Hải Dương. Thì chỉ có lần này tôi được vạn rừng hết sức ủng hộ qua cái nguyện vọng của anh em mà hôm nay tôi đã di chuyển từ Ba Vì về Chí Linh để làm cái chương trình về thông, về kỹ thuật đối với thông. Rất mong được các bạn hưởng ứng qua số điện thoại của anh vạn rừng. Tôi cũng ghi ở cái tiêu đề giới thiệu video nữa, chúng ta sẽ gọi đến để chia sẻ thêm, học hỏi thêm những cái gì mà các bạn thắc mắc. Và Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video số 2 tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.